Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè Nam Châu quốc tế. Tiếp tục về thêm củ nó bass họ 18 TNW 3000, và cái này thì em xin đính chính lại với các bác là công suất đỉnh điểm không phải là 3600W mà tối đa là 10.000W. Theo như website chính hãng của Anthem Sound, hôm qua em có xem ở trên website của hãng thì power runner, tức là công suất khởi động là 1800W, công suất chương trình là 3600W, và công suất peak, tức là công suất tối đa một củ loa có thể chịu được là 10.000W trên một củ loa. Nếu các bác nên xúc kép kiểu này thì chắc chả có củ nào mà quánh một phát khói mù luôn 10.000W. 10.000W thì chỉ các bác đánh những đẩy cao cấp của châu Âu, châu Mỹ thì mới đánh được. Thứ nhất hiệu quả, thứ hai công suất lớn. Như vậy thì các bác hoàn toàn yên tâm về sản phẩm. Ok, thì bây giờ anh em chúng em sẽ bóc cái này ra. Đây các bác xem này. Ở tiện đây em quay luôn cho các bác xem đây. Đây là những củ tép mà các bác đã chốt đơn này. Đấy, đang phát hết ngay. Các bác cứ kêu đi, cứ kêu thế nọ thế kia đi. Đấy. Thì bây giờ này anh em bóc cắt luôn ra cái này. Có cái cắt luôn, có cái không cắt nhá. Đấy, thì đây anh em chúng em sẽ bóc ra quay review cho các bác xem. Siêu củ nó bát 18 TNW 3000, công suất khởi điểm là 1800W, công suất chương trình là 3600W, công suất chịu tải tối đa trong vòng 3 giây trước khi khói mù khét nẹt là 10.000W, nên là công suất nó vô cùng là lớn, các bác hoàn toàn yên tâm. Đây là cái củ loa, anh em chúng em sẽ dễ nhấc hết ra. Đấy, củ loa sẽ nhấc ra, nhấc lên cảnh củ một tí nhé, bỏ tôi bóng ra. Đấy, bây giờ em sẽ gặp lại cái này để đặt cái củ loa xuống đây nhá, đặt xuống đất luôn, không lại để đây nó rơi nó bột phát thì ối ôi. Đây là củ loa này. Đấy. Với trọng lượng của loa hiện tại nó là vào hơn 12kg một chút xíu, và củ này được các bác săn đón thì mua rất nhiều. Đấy, xong rồi úp xuống. Đấy. Củ loa rất là khủng. Đấy, một tay nhá, một tay của thanh niên chưa có người yêu, bê rất là nhẹ nhàng, khi có người yêu thì bê nó không được nhẹ nhàng. Đấy. Xong là các bác bảo là yếu thế này lấy vợ làm sao được, sao các bác cứ ví cái vấn đề là khỏe yếu liên quan vấn đề lấy vợ thế nhỉ. Đây, thấy chưa, một tay em bê được nhưng mà bê nó không được cân lắm. Với củ loa này thì công suất chương trình 3600W, đánh liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ, công suất chịu tải tối đa 10.000W trong vòng 3 giây. Đó. Rất là khủng khiếp. Đôi này là đôi thứ nhiều lắm rồi, không nhớ được bao nhiêu. Cái này thì nỗ ốc của nó là nỗ ốc to nhá. Các bác mua ốc về hay là làm cái gì vạn ốc ấy là phải độn thêm nong đen nữa. Thì cái này thì với bác khách này thì em sẽ tặng cho các bác là 16 chiếc nong đen để các bác ở đâu 32 chiếc nong đen để các bác tùy chỉnh. Mẹ cháu lên họp rồi. Đấy. Cái này các bác phải có nong đen nhá. Thì ốc thường là vạn là nó sẽ bị nọt và tuột mất đấy. Đây là củ loa này. Côn loa nó sẽ nằm trong đây. Ngoài có 2 này, 4 này, 6 ốc, trong 2, 4, 6 ốc. Lưu ý nhá, các bác về là không được nghịch tò mò đâu. Các bác mà nghịch lại xong nó vui tính, tò mò lại tháo cái này ra này, em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Tháo cái này ra là hỏng luôn đấy, không được tháo đâu nhá. Đấy, nếu các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em. Thì bây giờ không để mất thời gian hơn nữa, anh em chúng em sẽ tiếp tục mở ra kiểm tra và sau đó là đóng gói hàng và gửi hàng cho các bác. Tất cả củ loa về đều được test thử. Như là hạn chế tối đa là cái việc là bóc đai này. Đấy, để cho nó giữ. Đều được kiểm tra test thử trước khi em gửi hàng cho các bác. Thùng rất là to nhưng mà nhẹ. Nguyên kiện có vào 14 hay 15kg thôi. Đấy. Rất là khủng. Bác khách mà chốt phát 4 quả này là nghe vẻ hơi bị vui tính đấy. Đấy. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Tiếp tục chốt đơn cho các bác rất nhiều.